Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại Thánh Sử LTL. Thì mình sẽ chơi tiếp Pokemon The Dark World Ship nha các bạn. Đã tập trước các bạn đã tới mình chiếc quy hiệu thứ 8 các bạn. Nhưng mà thằng Zipider hiện tại là chưa có trong này nha các bạn. Đó, khi chúng ta bước vào Zipider thì con nhỏ mây nó sẽ cản mình lại nha các bạn. Đó, nó cản mình lại. Và bây giờ mình phải đánh với nhỏ mây xong thì nó mới cho chúng ta biết là thằng Zipider đang ở đâu nha các bạn. Để cho bắt buộc phải đánh với nhỏ mây này trước. Mang nhỏ này giờ nó mạnh lắm. Đồ phân đó, nó gài bẫy nè đó, Stay Rock. Đó, gà bẫy còn hồi máu nữa chứ. À, hay điểm không? Hiều liên tục à. Play scan. Omega biết ngay, Mega Play scan. Con mạnh nhất của nhỏ Mây đây, chủ lực. Và cái môn khởi đầu của Mây. Giờ không giết được nó là nó speed boost lên là mệt á. Tranh thủ lúc nó chưa có activate, chưa có nhảy big boost thì chúng ta giết nó chết trước các bạn. Là hết sức mạnh luôn. Không cần biết. Quả mạnh hết cỡ. Để nó sống là team thua đó. Đá cho không còn cái con gà, cái thằng nào còn cái găng luôn. Ha. Còn menu này là mình có khả năng mình thua với menu nè. Wow, Thunderbolt. Ăn đạn. Ở level này là ăn dính Thunderbolt là chỉ có tay thôi. 90% đam mà. Phải cài pin để mở mình có hay gồng. Ngon. Bomberette mày. Thì chiêu Bomberette này nó đánh dựa trên HP đã mức của mình nha bạn. HP mình càng thấp thì đòn đánh càng gây sát thương càng cao, nhưng ít hai sát thương đó, một đòn đánh lực kèo á, nhưng mà ít hiếm khi mình xài được đòn đánh lực kèo lắm, tại vì nhiều khi là mình tới bước này là mấy anh kia nhanh hơn mình là mình đai à, với lại bắt buộc phải để thấp máu mới xài được chiêu được mới ít hai được thì hơi tù. Này giống như bây giờ này thì xài có thể ok, tại vì có lợi thế. Cứ thấp máu là đánh là auto là có thể chết con. Khá mạnh.
không phân biệt hệ nào luôn á. Ít hai sát thương đã lắm luôn á, nhưng mà bắt buộc phải để thấp máu, để thành máu đỏ kìa. Thì cái sát thương là xuyên, gãy như là xuyên bỏ đép á, đánh xuyên khiên luôn à. Chịu khá là mạnh. Đây, Rebecca là Jimmy ở đây đây. À, cô ấy đang thăm đi thăm gia đình ở Solaris City. Ok. Giờ mình sẽ vào hồi máu cái mình đi kiếm Jitter các bạn. Giờ phải kiếm Jitter ở Solaris City. Giờ nó đang bên này nè, nhà nó trên này đây. Đây nhà này dưới đờ nè, cái bếp ca ok. Bây giờ nó sẽ trở lại gym, bây giờ mình sẽ gia đình của nó là đây. Giờ chúng ta sẽ đi về đánh nó. Ồ, con máy đi khỏi nè. Nhờ con máy đi khỏi đây rồi. Giờ sẽ vào đánh gym được đó bạn. Để coi, hỏi ông già này coi. Ồ, Simider hồi thường à. Ngon nha. Có lý, hồi thường thì có lý rồi đó. Nên xem mình có ngoài cái chiêu đó ra còn chiêu nào khác là hồi thường. Có nha. Ok, bây giờ mình sẽ vào đánh gym nha các bạn. Đó, xoay đúng hướng nha. Nếu đi sai hướng là chúng ta sẽ quay chiếc bạch xuất phát đó. Ngồi ở đây thì hồi nãy là mình đã cắt đoạn rồi, mình đã đánh trước các bạn. Để tránh là mất thời gian video á. Mấy lâu la này mình sẽ đánh trước rồi các bạn. Khá là easy thôi. Đây, Jimmy đây các bạn. Rebecca. Despair. Đó, trong gym thì có thể mới chúng ta có thể dynamax được nha các bạn. Khi đến bên ngoài là không dynamax được đâu. Oh. Mới vô đổi anh hay lô tích à. À mày đổi hay lô tích ra tao cắn mày à. Ấu không chết, không chết, không chết, đừng chết. Ôi vãi, hay lô tích nó mạnh thế nhỏ. Hay lô tích nó mạnh thế. Ôi vãi, đợi đỡ nữa. Ô, oh, Dynamax à? Có lý, có lý, có lý. Ở Dynamax sớm đi con trai. Mày có nửa cây máu mà Dynamax lên cũng nửa cây máu à. Đứng lại, dừng dừng, ngon, đúng rồi, dừng lại. Trời ơi, cứ dừng lại là ngon. Tại vì còn máu đỏ nữa. Trời ơi, mừng quá. Rồi, nhưng mà không biết có chết nổi không. Mạnh Lightning hay mà bị giảm tốc độ là thấy có điềm rồi. Có điềm rồi. Rồi mình chưa giết được nó con nào á, mà đâm hai con rồi đó.
cây đó. Nhưng mà được cái là nó bị mất đai là mất rồi. Đỡ. Chứ nó còn đai là mất rồi mệt á. Cái mạnh nhất của nó đã mất. Chỉ còn Mega thôi. Cho mình nhức đầu chơi. Đột tắc kè bông. Phải, tắc kè bông này nó không bị hoa mắt à. Trời. Mạnh thế. Máu ông mặc Canada ra nha. Vãi. Thì bây giờ này mạnh nha bạn, hãy thường nghĩ chứ mạnh vãi. Vãi. Anh tên kêu kìa. Rồi. Không hay rồi. Dưới đây mạnh lắm. Không khỏi ông phỏng danh là dưới đây thứ 8. Nó mạnh vãi cả trưởng ra luôn á, chứ nó mạnh thường đâu. Mắc rồi đó. Đó, đấy chứ là dạng cái Gatamax của Gillaboom. Mà nhớ không làm con này nữa chứ nó sẽ đà Mega nè. Đó, ngay mà. Những cái con mà đứng kế bên nó là con sẽ là con chủ lực của nó. Còn nó thường sẽ có Mega. Giúp một ít. Một vải bất đam hai tên à. Do nó có hai con. Mày thì bất đam này. Đàm vậy mà không chết nữa à. Ngọc Macada rồi. Hai phút hồi sinh. Hồi máu gấp. Làm to phết chứ đâu đùa đâu. Đồ lắc. Hiu quá bạn ơi. Còn có một con à.
mấy con thường mấy con này là hay giấu đồ lắm. Oh, con này nó không có giấu đồ à. Tăng, ôi cha bị tăng, là gì làm hồi máu trước, giờ chủ cột rồi. Thôi vãi, vãi nó có phản đam, trời, what the hell? Nó gắn đá, nó có gắn cái nón mà phản đam. Sầu não thiệt chứ. Còn mỗi con à đứt bay thôi. Lần đầu tiên rồi mình phải đánh sim mà mình phải hồi máu nhiều vậy. Thường mình hồi máu cái này thường là chỉ đánh tứ thiên dương thôi, mình không có chơi hồi cái kiểu này quá nhiều đâu. Một vài cái gì đây? Tăng đam à? Ồ, gớt cái đồ ra đã. Tao thấy có điểm, tao thấy có điểm. Tôi nên hồi sinh một con chữ ra. Đó, ta thấy có điểm rồi đó. Cây mà. Bất kiểu này là thấy có điểm rồi. Thà như vậy. Ý. Mình. Ngon. Áo. Vãi. Vãi. Nó cản được chiêu của mình à. Vãi. Không lực kèo rồi. Đang máu đỏ. Đúng là xui liệt luôn á, trong cái cớ cũng xui theo cái này, cản đòn của mình. Red mày đỡ nó đi, lực kèo. À ha, ngon. Chú, cô cũng thắng. Mệt bở ra. Đây là chúng ta đã có 8 chiếc huy hiệu của Pokemon này rồi. Chúng ta có thể tiến tới đánh tứ thiên dương được rồi đó. Ginga Impact. Chiều thì cái Z có thể thường. Chiều cứ là mạnh nha.
gì đây? Hello kid. À, thằng chủ tịch. Phải lên lầu cái gì đó bạn. Con ông chủ tịch. Giờ chúng ta phải là ra trên kia thôi, đánh cái thằng tìm đất một ship rồi. Giờ mình vẫn chưa biết làm sao để gọi dậy con quỷ cáo ngủ này các bạn. Phải cần một cái cây sáo, một cái mon. Nhưng giờ mình chưa có mới ghê. Ôi giời, thằng này chưa đánh à. Bữa trước mình bỏ quên đó à. He he. Tốn thời gian vãi con này. Đây là con Pokemon lấy ý tưởng từ loài nhím biển. Mặc định mặc dù nó có hệ nước ấy mà giờ đâu có đổi được đâu. Đánh luôn. Mình bật respawn lên nè. Có con hoài.
Đây, chính là nó ở đây đây. Đó, giờ sẽ đánh tìm đất một ship ở đây. Đây, Patricia đánh chung với mình. Mình sẽ chọn một cái mod đánh. Ok. Phải sell nữa chứ. Shadow on. Ngon. Knock up đi luôn. Ôi trời ơi, gà 7 rồi. Nhưng mà tôi rất một xíu này chạy bắt có một hai ma thôi, nên không có sợ. Auto đánh thắng rồi. Cứ thì kêu hệ bóng tối sổ ra là làm win thôi bạn. Nice share. Nóc ốp. Để đánh team về cái ra nhắm thằng yếu nhất mà đánh là chúng ta sẽ thắng các bạn. Còn lại là chỉ có con này thôi. Never ending nightmare. Ác mộng không bao giờ kết thúc. Gengar. Mega Gengar. Poison ra. Gây độc. Gồng ông lão đây. Đó, gồng ông lão.
và đánh tiếp à? Đi đánh tiếp hoài vậy? À không, tưởng đánh tiếp chứ. Rồi, ok, mình xin kết thúc clip ở đây đi. Ở tập sau, mình sẽ chơi tiếp Pokemon Network Ship nha. Bye bye.